rất hân hạnh được trở lại với chương trình Phật giáo xưa giờ nay của đài truyền hình Diệu Phái TV. Và trong cái chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày với đề tài Tây Du Ký. Tây Du Ký là một cái câu chuyện rất rần rủi với cuộc sống và mọi suy nghĩ của con người. Lòng vào đó, chính là tác giả Ngô Thừa Ân đưa ra những cái tư tưởng, triết lý chủ đạo của mình. Đó là cái tư tưởng định mệnh, nhân quả, báo ứng, tư tưởng phản kháng, tư tưởng đạo đức, tư tưởng Nho giáo và cái tinh thần hướng thiện. Những cái tư tưởng triết lý được Ngô Thừa Ân đưa ra cũng chính là những cái tư tưởng sống phổ biến ở cái xã hội đương thời, mà giá trị của nó vẫn còn ảnh hưởng đến tận ngày nay. Tác giả dày công xây dựng qua từng sự kiện diễn ra trong cái tác phẩm, từ sự ra đời của Tôn Ngộ Không cho đến cái quá trình tầm sư học đạo của Tôn Hành Giả. Cái cuộc hành trình thiên lý ngàn dặm với muôn ngàn khó nguy hiểm, nhiều lúc tưởng chừng đứt gánh gãy được giữa đường, nhưng nhờ có cái quyết tâm cuối cùng đi đến được cái đất Phật đó, điều cái in đậm cái dấu ấn của đoàn thịnh kinh. Trong cái quá trình con người đấu tranh để tìm về cái bản chất tốt đẹp của mình, với đúng nghĩa cái con người thật sự, con người của lý trí, của nghị lực, thấm nhận tư tưởng triết lý sâu sắc, con người là biển cả của thiên nhiên này. Con người bình thường không chỉ có những ham muốn, dục vọng, mà còn có sự ước mơ trong khả năng tìm đến cái chân lý cuộc sống tốt đẹp. Qua cái tiểu thuyết Tây Du Ký, tin tưởng rằng Phật giáo sẽ giúp cải thiện cái đường hướng văn hóa giáo dục của xã hội. Ông đã viết những cái suy nghĩ của ông thành bộ tiểu thuyết Tây Du Ký. Phải nói là một cái bộ tiểu thuyết Tây Du Ký bất hủ. Những cái tâm tư, suy nghĩ, hoài bão của ông vẫn được rối kín ở trong 100 hồi của cái cốt truyện cho đến ngày hôm nay. Chúng tôi chia thành 37 bài giảng Tây Du Ký. Tiếp theo bài thứ tư: vì sao thế giới bị hủy diệt? Vì con người khởi ít niệm thiện, nhiều cái niệm ác. Với một niệm thiện, trời đất tăng thêm chính khí. Chỉ một niệm ác, trời đất chất thêm trược khí. Vì thế, chúng ta phải làm sao để biến cái khí ác trược thành khí an lành? Trược khí chính là độc khí, mà hễ chúng ta sinh ra một niệm tham lam thì độc khí trong vũ trụ sẽ tăng lên một chút. Một niệm sân hận thì độc khí ở trong vũ trụ càng tăng lên một ít. Khởi một niệm si mê thì độc khí ở trong vũ trụ lại thêm
hơn một tí. Nếu chúng ta dùng tham sân si để xử lý mọi việc thì trời đất sẽ u ám, đen tối, tai nạn sẽ nảy sinh. Nhưng nếu dùng giới định huệ để giải quyết mọi cái sự thì trời đất đều lặng thinh, nơi nơi được an bình. Do đó nói rằng nơi kẻ ác ở đông, chỗ đó tai nạn dấy đầy, nơi đông người tốt cư ngụ điều lành tăng trưởng tăng gia. Nói tóm lại, tai ương hay điều lành đều do con người tạo ra cả. Cổ nhân có nói thiện ác hai cái con đường, ai tu thì tu, ai tạo nghiệp thì tạo. Kẻ tu thiện thì sẽ thoát khỏi được cái tam giới, người tạo ác thì sẽ đọa lạc ở tam ác đạo. Thiện ác chỉ ở trong một ý niệm cách biệt. Có trí tuệ tức là có thiện niệm, có ngu si tức là ác niệm. Mọi sự trên đời đều nói pháp hiền. Đó, ở trên đời nó đều hiển bày ra được cái chân lý. Có thư nói pháp lành, có thư nói pháp ác, có thư nói pháp bàn môn tả đạo. Quan niệm sai lầm, có thư nói pháp trung đạo điệu nghĩa. Quan niệm đúng đắn, nói cách khác, nói pháp lành tức là dạy người ta nhìn thông suốt mọi hiện tượng, buông bỏ mọi cái chấp trước. Đó, đạt được cái tự tại. Còn nói pháp ác tức là dạy người ta đừng nhìn thủng, đừng buông bỏ chấp trước, chẳng đạt được tự tại. Vì sao? Vì có người điên đảo bởi vì chấp trước, không chịu buông bỏ. Chúng ta hãy nghĩ xem, bao nhiêu người ở trần gian, ai có thể nhảy thoát qua cái cửa sinh tử? Lúc sống mưu đồ cái hư danh chết rồi, danh nào còn, hàm chức quan lớn chết rồi, quan cũng hết luôn, mọi thứ đều hóa thành không. Ngày xưa có Tần Thủy Hoàng vì muốn bảo vệ cái con cháu, khiến muôn đời sau sẽ mãi mãi làm hoàng đế, nên cho xây Vạn Lý Trường Thành. Nào ngờ trí truyền tới đời thứ hai là con Hổ Hải, tức là Tần Nhị Thế. Nói ngồi chưa được 3 năm thì bị thừa tướng Triệu Cao giết chết. Xưa nay những kẻ cực kỳ giàu sang, kẻ làm quan to chức lớn đều sống một đời giành đoạt lợi, tạo ra biết bao cái nghiệp chướng. Tới lúc chết thì với cái hai bàn tay không đi gặp Diêm Vương. Xem đấy, khi tham thiền chúng ta phải quyết chí dụng công, không thể gia đại, không thể buông lung, cũng không thể để lỡ cái cơ hội rồi sau này hối hận không kịp. Một chút thời gian, một chút mạng sống. Có người nói, chờ tôi thành danh rồi tôi sẽ buông bỏ mọi thứ, chuyên tâm tu hành làm thiện. Xong bởi thời gian đó nó không chờ đợi ai, chờ tới lúc đó thì đã quá muộn rồi. Tham thiền hay niệm Phật đều tốt cả, chỉ cần cái chân thật tu hành thì có thể thoát khỏi cái dòng sanh tử.
tới lúc lâm chung tất sẽ thân không bệnh khổ, tâm thì chẳng tham liếm, như nhập vào thiền định vui cười và giảng sạch. Đó mới là nắm chắc được cái diệt giận mạng sinh tử ở trong cái tầm tay vậy. Vì thế Ngộ Không trở về hạ giới liền nói cái nguyên nhân cho Quận Hầu, khuyên nhủ Quận Hầu rằng đoạn câu chuyện nổi tiếng này nói cho chúng ta biết rằng nếu con người có thể thật sự xuất ra cái thiện niệm thì cái thiện niệm ấy có cái sức mạnh to lớn như kim cô bổng. Kim cô bổng tức là cái gậy như ý của Tôn Ngộ Không đó. Đồng thời cũng nói rõ cho con người thế gian biết được rằng mỗi một khổ nạn mà họ phải chịu đều là do có nguyên nhân, không phải thành Phật, không từ bi, mà là thần hay Phật đang chờ cái nhân tâm của con người chuyển biến, nhận ra tội lỗi của mình, nguyện ý phát tâm hướng thiện. Và trong cố sự hái trộm cái nhân sâm quả đó, Tôn Ngộ Không đã phải vất vả đi khắp núi để làm gì? Để tìm biết bao nhiêu vị đại tiên để hỏi cách cứu sống cái cây nhân sâm. Nhưng chỉ đến khi diện kiến được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì mới tìm được cái câu trả lời. Vậy ẩn ý đằng sau cái chi tiết này là gì? Trước hết chúng ta hãy cùng nhìn lại cái bối cảnh của câu chuyện. Khi đến đất Tây Ngu của Hạ Châu, nước trước cái mặt bốn cái thầy trò Đường Tăng hiện ra, đó là gì? Tức là núi Vạn Thọ. Trên cái núi có Ngũ Hành Trang Đạo Quán, là nơi cư ngụ của Trần Nguyên Đại Tiên. Nơi đây có một cây tiên quý sinh ra từ khí cái càn khôn còn mờ mịt chưa phân. Khắp tứ đại bốn châu trong thiên hạ thì chỉ có Ngũ Trang Quán ở Tây Ngu Hạ Châu là sinh sản ra cái cây ấy, có tên là Vạn Thọ Thảo Hoàng Đơn, cũng gọi là cái nhân sâm quả. Vậy cái cây nhân sâm này quý hiếm như thế nào? Kể rằng cái quả thật trong cuộc sống chỉ vì một niệm bất giác khiến con người phải lao đao vất vả. Đạo Phật cho rằng khổ đau của con người có cái nguồn gốc sâu xa từ trong cái tâm thức. Các cái bản kinh khi đề cập đến cái nguyên nhân khổ đau của con người đều nói đó chính là cái lòng tham. Do cái lòng tham ái mà con người cố bám víu vào các cái đối tượng của tham ái, sự khao khát về dục lạc sẽ dẫn đến cái nỗi khổ, cái niềm đau kéo dài nó liên miên vì lòng khao khát tham ái không bao giờ dừng, không bao giờ thỏa mãn. Cái nguyên nhân sâu xa hơn là cái nguyên nhân căn bản, đó là vô minh, là si mê, vì không thấy rõ cái bản chất của sự vật và hiện tượng, điều do duyên sinh, điều vô ngã và vô thường. Vì thế cho nên con người ta chỉ thấy cái tôi và cái của tôi là quan trọng nhất. Rõ ràng nếu không chấp ngã và dục vọng
không bị dĩ kỷ hay phiền não nó khuấy động. Đó, chẳng những nó khuấy động mà nó còn chi phối ngự trị ở trong tâm của con người, thì cuộc đời đầy an lạc và hạnh phúc. Vì vậy, muốn nhổ cái gốc vô minh gây ra đau khổ, Tôn Ngộ Không đi tìm thuốc cứu cái cây nhân sâm. Cuối cùng, Ngộ Không đến núi Phổ Đà cầu cứu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vừa nghe Ngộ Không kể rõ cái sự tình, Bồ Tát đã quở trách: người là cái con khỉ không biết hay dở. Trấn Nguyên Tử là tổ sư của đại tiên, ta cũng phải nhường bộ ba phần, sao người dám đánh gãy cái cây của người? Đó là cái cây nhân sâm. Có một điều đặc biệt là Bồ Tát Quán Thế Âm nói rằng so với Trần Nguyên Tiên thì Bồ Tát cũng phải nhường bộ ba phần. Nhớ kỹ là nhường bộ ba phần lắm đó. Nếu đúng như lời nói thì phải chăng Bồ Tát sẽ không thể cứu sống cái cây nhân sâm? Thế nhưng Ngài lại quả quyết với Ngộ Không rằng: nước cam lồ trong cái bình tịnh thủy của ta, tức là Bồ Tát đó, chứa được cái cây tiên, tức là cây nhân sâm. Và quả thật, khi đứng trước cái cây nhân sâm, đất bật ghế, cành khô lá rụng. Đó, Bồ Tát đã dùng cành dương liễu và nước cam lồ để hồi sinh cái cây nhân sâm, khiến cành lá lại xanh tươi, 23 quả lại được phục hồi nguyên trạng. Có thơ rằng: định non dạng thọ động, thiên nhiên rần dạng năm trường chính quả tiên. Nghệ đức cây thần cành lá héo, nước thiên cam lộ quả hoàng nguyên. Đó, như vậy Ngộ Không đi khắp mọi nẻo cái phương trời để tìm đến các bậc đạo tiên nơi núi cao biển cả, nhưng chỉ duy nhất có nước cam lồ của Quán Thế Âm Bồ Tát mới có thể hồi sinh được cái cây thần. Vì điều gì giúp nước cam lồ làm nên kỳ tích ấy? Trước hết, hãy nhắc lại cái lời của Bồ Tát nói với Tôn Ngộ Không: Trấn Nguyên Tử là tổ sư của đại tiên, ta cũng phải nhường bộ ba phần. Có phải ý nói rằng cái tầng thứ của Quán Thế Âm Bồ Tát là thấp hơn Trấn Nguyên tổ địa tiên hay không? Thật sự thì không phải vậy. Quán Thế Âm Bồ Tát thuộc về Phật giới, còn Trấn Nguyên Tử là tiên giới, là bậc chân nhân thuộc về đạo gia. Phật và đạo là hai cái trường phái tu luyện và tu tập, là hai cái hệ hoàn toàn khác nhau. Vậy nên ở đây không so tài cao thấp. Cái câu nói của Bồ Tát chỉ là cái lời trách mắng Ngộ Không thì dám mạo phạm đến Trấn Nguyên đại tiên. Nhưng có một điều đạo gia chú trọng thanh tu, tu luyện trong tỉnh, thường là tu đơn độc, hướng đến cái giải thoát tự tâm. Còn Phật gia chú trọng tu thiền, vì tu thiền nên họ có thể sức tâm từ bi,
không chỉ cứu độ cái bản thân mà còn phát tâm Bồ Đề để phổ độ chúng sanh. Ở đây cũng cần nhấn mạnh rằng trong Tây Phương Tam Thánh thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là hiện thân cho lòng từ bi của chư Phật. Bởi vậy nước cam lồ của Bồ Tát là sinh sức từ tâm từ bi, nên hiển nhiên sẽ khác với cái duyên đại lúa mạch của ba vị tiên ở chốn Bồng Lai, cũng khác với cũ chuyển thái ất linh đơn của đế quân, vốn là cái linh dược của những người tu đạo tiên. Nói về cái nguồn gốc của nước cam lộ, có một truyền thuyết kể rằng khi Bồ Tát vẫn đang tu tập giữa cái thế gian, Ngài đã phải trải qua biết bao nhiêu ma nạn, đã nếm đủ mọi cái khổ trong cái khổ của người đời. Một ngày Phật tổ hiển linh trao cho Ngài cái chiếc bình Bạch Ngọc Dương, còn gọi là Bạch Ngọc Dương Chi, dặn rằng con cần tu tới khi trong bình nở hoa, rồi là cam lồ dương chi. Lúc đó mới thật sự thành chánh quả, pháp thực vô biên. Chúng ta biết rằng nước cam lồ ấy phải được đựng ở trong bình ngọc thanh tịnh, và phải dùng cái cành dương liễu thì mới có khả năng rưới mát chúng sanh. Chỉ là ở đây phải có sự kết hợp của ba yếu tố. Nước cam lồ là thứ nước tinh khiết, rất trong và mát và thơm ngọt, do hứng ở ngoài xương mà được tượng trưng cho lòng từ bi, nghĩa là thiện. Cành dương liễu là loại cây vừa mềm vừa dẻo, có thể tùy duyên mà không chịu khắc phục, có thể thuận theo ngoại cảnh mà không bị cảnh nó chi phối. Cành dương liễu mềm dẻo mà lại kiên cường tượng trưng cho đức nhẫn nhục và chịu đựng, nghĩa là nhẫn, hòa nhập cái cuộc đời để cứu giúp mọi người được. Và dĩ như đã đầy đủ cả thiện cả nhẫn, nhưng lại không mang tâm thuần tịnh thì cái tâm ý không đủ thuần khiết thì việc cứu người có làm mà chẳng có công cán gì, cũng chẳng có lợi ích gì. Vậy mới nói là linh dược thần thánh nhất là cái thứ linh dược được sinh sức ra khi hội tụ đầy đủ cả chân, thiện và nhẫn. Chỉ có thiện tâm lớn lao và lòng từ bi cao cả được gìn giữ trong đức tính chân thật, khi qua đức nhẫn nhịn trong cái quá trình tu tập gian nan thì mới có thể làm nên những cái kỳ tích thần kỳ. Chư Phật giới là tiêu biểu cho đệ bát thức, muốn chuyển hóa mạt na ta cần nhìn rõ được các cái yếu tố vô minh và tham đắm, cái nguyên nhân khiến cho mạt na hành động. Gốc rễ của mạt na nằm ở trong cái tạng thức. Nhìn sâu vào mạt na ta sẽ thấy các cái tạp khí do những cái hạt giống vô minh tham đắm và đầy đau khổ tiềm ẩn ở trong tạng thức. Nhưng ta có thể nào loại trừ hắn được mạt na hay không? Xin thưa là không. Vì mạt na có chứa đựng cái tạng thức, có đủ thứ hạt giống, kể cả Phật tánh. Chúng ta cho rằng
cái lý trí dẫn đầu cho hành động. Nhưng nhiều khi lý trí yếu hơn, chúng ta thấy như vậy, hiểu như vậy, nhưng không làm theo như vậy. Tại vì cái tình cảm sai sử chúng ta mạnh hơn. Điều đó chứng tỏ rằng cái thức thứ bảy rất mạnh. Nó làm cái chỗ y cứ, làm nên cái nền tảng cho cái sự việc hành động. Nói tóm lại, tàn thức được ví dụ như biển cả và các cây chuyển thức như các đợt sóng. Mạt na là đợt sóng chuyển thức phát sinh từ biển cả A Lại Gia. Mạt na có gốc rễ từ A Lại Gia. Mạt na cúi xuống nhìn vào A Lại Gia với sự chiều mến sáng tạo ra một cái đối tượng, rồi ôm lấy nó và cho là ngã. Khi hiểu được cái sự liên hệ mật thiết giữa tạng thức và mạt na, chúng ta sẽ không còn cái kết tội mạt na, mà chỉ có gắng cố gắng thực tập để làm gì, xin thưa, chuyển qua các hạt giống trong ở tạng thức. Khi được chuyển qua, chúng sẽ biểu, có nghĩa là biểu hiệu theo cái sự chiều hướng tích cực, thiện lành, chứ không còn bị mê mờ vì các cái nhận thức sai lầm của mạt na. Tuy cho rằng mạt na như một anh chàng say mê ăn ngủ, ưa đắm chấp ngã, cho nên bao nhiêu cái hư hỏng phiền não là do anh này mà ra hết. Vì nó là cái trung tâm của cái sự sống của vũ trụ và chứa nhóm tất cả muôn pháp. Nó là hào lý ẩn náu của mọi tật xấu, nhưng cũng là cái mảnh đất phì nhiêu nảy sanh mầm giống của cái sự giác ngộ. Vì thế A Lại Gia cùng với mạt na kết hợp tạo nên một nền móng hằng hữu, đó là tâm. Vậy hạnh phúc hay nỗi khổ niềm đau đều do tâm tạo. Vậy tâm của nó nằm ở đâu? Để trả lời cái câu hỏi này, trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật đã rạng hỏi A Nan 7 lần về nơi thường trụ của tâm, để có cái nhìn rõ ràng về sự khác nhau giữa vọng tâm sinh diệt thay đổi từng giây từng phút từng cảnh giới. Chạy theo lục dục thất tình, tham đắm sắc tài danh lợi và cái bản tâm bất sinh bất diệt, thường trụ vĩnh hằng, lúc nào cũng an vui tự tại và luôn ở trong ta, là gì? Là cái chân tâm, là cái Phật tánh, là cái tri kiến Phật. Đức Phật ra đời cốt chỉ cho chúng ta là một cái con đường giải thoát, một cái con đường cứu khổ chúng sanh thoát khỏi luân hồi. Vì luân hồi mà có thân sanh và chết, nay là phước được sanh lên cõi trời, người mai làm tội lại rớt vào cái địa ngục ngã quỷ bàn sanh, hay thiện thì thăng lên nhưng rồi ác thì đọa và đi xuống. Sanh tử luân hồi là gốc của tất cả biển khổ, biển trầm luân. Muốn thoát khỏi thì phải tìm gốc của khổ, nhưng muốn giết giặc thì phải biết xào quyệt của giặc, nhưng muốn thường trụ an trụ thì phải gieo cái nhân thường trụ an vui. Thế cho nên phải tìm cái gốc, tìm cái nguyên nhân vì sao chúng ta lại luân hồi sanh tử, và vì sao mà Đức Phật lại được thường trụ an vui. Trước khi đưa A Nan vào chánh pháp, Đức Phật muốn A Nan nhận ra cái chỗ hiếu của A Nan là đúng
hay sai, nên Ngài dặn hỏi câu này câu kia để A Nan thấy bệnh của mình. Bây giờ A Nan xin cầu pháp giải thoát luân hồi sanh tử. Thế thì Đức Phật hỏi: vì sao A Nan đang bị luân hồi ngay trong đời hiện tại này? Chúng tôi hy vọng rằng bài pháp vừa chia sẻ cho quý vị trong chương trình hôm nay phần nào đem đến cho quý vị sự an lạc trong thân tâm. Chương trình Phật giáo xưa và nay tuần này đến đây xin tạm dừng. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.